Câu thứ 9, Thánh Hạnh. Dạ thưa sư, khi chết mà tuổi đời còn quá nhỏ 3-4 tuổi thì khi tái sanh thì dựa vào nghiệp lực nào để về về cảnh nào? Con cảm ơn sư. Thì mình vẫn dựa vào hai loại nghiệp, một là nghiệp quá khứ, hai là nghiệp hiện tại. Quý vị đừng nghĩ là con nít 3-4 tuổi nó không tạo nghiệp nghe. Từ hồi nó sanh ra nó đã tạo nghiệp rồi. Giống như trường hợp đệ tử ngài Xá Lợi Phất á, là vị Sa Di Thí Y á. Vị này là khi mà gặp ngài Xá Lợi Phất đến là lúc bấy giờ mới đẻ thôi, mới đẻ thôi. Còn ẵm sữa là khi mà ẵm ra để đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất á, là cái tay nó đã níu níu cái tấm mền đắp của nó đó, ai gỡ ra là nó khóc. Cho nên là người ta phải để cho nó cầm cái tấm vải đắp người nó đó. Khi mà người ta đưa nó đến để đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất á, thì nó mới thả cái tấm vải đó ra. Là nó đã cúng dường ngài Xá Lợi Phất tấm vải đó rồi. Nghĩa là từ khi mình sanh ra là mình đã có khả năng tạo nghiệp rồi, chứ đừng nói là không có. Thành ra đó, con nít thì mình cũng nên dẫn nó đi, tạo điều kiện cho nó làm phước. Và tương tự khi nó làm các cái nghiệp bất thiện thì nó cũng phải chịu cái quả báo. Do đó đời sống tái sanh của một người dù là ngắn ngủi thì cũng phải xét đến nghiệp hiện tại, trong đời sống hiện tại đã làm gì, và đương nhiên là cộng luôn cả đời sống quá khứ là đã làm gì ha.